gia đình em bố bị bệnh tật thì ốm, mẹ thì bỏ bố đi. Mẹ nó lại bắt bỏ đi. Bỏ đi cái gì lại bỏ lại đứa con cháu bố nó nuôi thì sức khỏe thế này thì cháu bảo nuôi ăn học như thế nào. Trong thời gian mà tôi chủ nhiệm cháu thì tôi thấy cháu rất là cố gắng trong học tập. Tuy nhiên rằng là sức học của cháu thì đuối hơn so với các bạn. Nhưng cháu cũng luôn cố gắng và không nghỉ buổi học nào. Chuyên cần đi học đầy đủ, học bài và làm bài đầy đủ trong lớp học cũng như là bài tập cô giao về nhà. Là hoàn cảnh của em Vinh thì rất là đặc biệt. Bố mẹ thì ly hôn và bố thì không có sức khỏe để lao động. Mặc dù vậy, em vẫn cố gắng, nỗ lực không ngừng không nghỉ và có sự tiến bộ trong học tập ạ. Những ngày dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ, cậu bé Hoàng Quang Vinh và các bạn chuyển sang học online và tự làm bài tập ở nhà. Cậu học trò nhỏ có khuôn mặt thông minh, sáng sủa, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa nỗi buồn. Bố em không may bị tàn tật, chẩn đoán thương tật 81%, mẹ em đã bỏ đi. Cả gia đình hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn và hai người lớn thường xuyên ốm đau, bệnh tật đều dồn hết lên đôi vai bà nội. Về hoàn cảnh gia đình tôi thì rất là khó khăn vì có hai tôi cũng là có hai đứa con. Thì đứa trước chị của anh của đứa con thứ hai này là đã mất rồi. Bây giờ còn một đứa con thứ hai là con trai tôi là bây giờ hiện nay là có một đứa con đang là học ở trường tiểu học Đề Thám. Hôm nay là đã lên lớp 3. Bố mẹ của cháu ấy thì là cháu Vinh ấy thì là đã ra đi bỏ đi quá là nhanh đi từ lúc năm ngoái tháng 12 năm ngoái là mẹ của cháu Vinh ấy thì là đã bỏ nhà đi rồi. Thì bây giờ hiện tại là những bao nhiêu công việc ấy thì để lại tôi là bà nội, tôi là nội của cháu. Bao nhiêu công việc thì để lại cho tôi khá lo chăm từ lúc còn nhỏ thì là chăm sóc ăn uống rồi các bệnh tật thứ kia là nói chung là gia đình tôi là bệnh tật là có nhiều. Cháu còn nhỏ nhưng bản thân tôi thì may ra cũng có một ít sức khỏe là không bị ốm đau thường xuyên. Xong là có cái gì thì tôi vẫn là chạy chữa cho cháu. Cũng là một cái điều là tôi là cái sức khỏe thế thôi. Còn bây giờ về phần cháu ấy, thì là tôi chỉ lo hai đứa cháu của tôi là có một đứa cháu ngoại và là một đứa cháu nội. Đứa cháu ngoại tôi năm nay là học lớp 8, trường Đề Thám. Cháu nội là học lớp 3 ở trường Đề Thám. Có gì thì là tôi cũng là mong làm sao mà hai đứa cháu của tôi sức khỏe, có mạnh khỏe. Người phụ nữ này một đời khắc khổ vì con, nay lại phải chăm lo các cháu. Gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai chưa từng được nghỉ ngơi của bà. Bao mệt mỏi, lo toan đều do một tay bà chèo chống. Cậu bé Hoàng Quang Vinh như hiểu được sự vất vả của bà nội. Nên những lúc hoàn thành bài tập, em lại giúp bà việc nhà, trò chuyện cùng bà. Chỉ cần như vậy thôi, bà nội em lại được như. Chỉ cần như vậy thôi, bà nội em lại như được tiếp thêm sức mạnh để lại gồng mình lên trước sóng gió. Cũng bảo là cháu ấy thì bây giờ mẹ thế này thì bố ôm thế này thì cố gắng đi học giỏi sau này thì sau này mình không phụ lòng bố mẹ không phụ lòng ông bà thì là để sau này là làm người là có ích cho xã hội. Như hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cậu bé Hoàng Quang Vinh lại càng tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn. Thay bà nội chăm sóc bà cụ tuổi cao,
chăm sóc bố tàn tật là công việc hàng ngày của cậu bé mới chỉ lên lớp 3 này. Cụ cháu nương tựa nhau, chia sẻ những câu chuyện không đầu, không cuối. Nhưng đó cũng là khoảnh khắc vui vẻ nhất của những con người bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Bà thì bà cũng vui, vui ở chỗ là nó ngoan. Thế giờ nhiều lúc mình cảm thấy khó chịu thì bảo, Vinh ơi, cụ mệt lắm rồi, đấm lưng cho cụ. Thế là nó bảo cụ đấm bao nhiêu quả thì bảo bao nhiêu cũng được, nó đếm 100 quả được chưa. Thế như thế là nó vừa đấm lưng rồi vừa là xoa bóp cho cụ. Thế là coi như là cũng dựa vào nó và động viên nó rồi và giáo dục nó và cái gọi là hiền dữ thì không tự nhiên mà có, phần nhiều do giáo dục mà nên, cho nên bà cũng nhận được những cái gọi là niềm vui nhất là trách nhiệm về quá khứ, thì bà cũng cố gắng là truyền lại cho các cháu. Thế là thỉnh thoảng không có tiền thì cụ ấy cho con 5.000, nhiều lúc xin 2.000 mà thì cũng cho. Thế thì cũng động viên nó là phải học tốt, học ngoan, không được chơi bời. Động viên nó hàng ngày như thế. Thế thì quần áo thì con bảo toàn là quần áo thừa của anh em trong nhà, đứa nào mà không mặc hết thì đem về. Thế thì tiền lương thì dành dụ hàng năm này lấy cho nó một bộ. Mặc dù gia đình trải qua nhiều biến cố, nhưng bà nội của em Vinh luôn cố gắng để cháu trai của mình được đến trường, được vui vẻ như các bạn đồng trang lứa. Cậu bé vốn nhút nhát và tự ti về hoàn cảnh của mình, nhưng được nhà trường, thầy cô giáo và bạn bè thường xuyên quan tâm, động viên, nên dần dần cậu học trò Hoàng Quang Vinh đã bước ra khỏi nỗi buồn của chính mình để vươn lên trong học tập và trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, để cùng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của em Hoàng Quang Vinh thì bây giờ chúng tôi sẽ trò chuyện với em. Cô chào Vinh. Em chào cô. Vinh ơi, năm nay em học lớp mấy rồi? Em học lớp 3. Học lên lớp 3 thì có học khó không nhỉ? Không, không khó. Từ đầu năm đến giờ thì mình học online hầu như là nhiều hơn đến trường đúng không? Thế thì em thích đến trường hơn hay là thích học online hơn? Học ở trường hơn. Tại sao nhỉ? Thích gặp bạn bè, thầy cô. Thế á, thì những cái môn học online hàng ngày em vẫn học thì em lấy thiết bị, tức là học bằng điện thoại hay là học bằng máy vi tính ấy, thì là lấy của bà hay của bố về để học? Của bố. Thế là hàng ngày học online có lâu không? Không. Học khoảng mấy môn? Có lúc 2 môn, có lúc 3 môn. Nghỉ lâu thế này Vinh có nhớ trường, nhớ các thầy cô, nhớ bạn bè không nhỉ? Có. Thế thì cô được biết là em thì hoàn cảnh gia đình khá là khó khăn, để em có thể nói một chút về gia đình của mình không? Có. Gia đình em bố bị bệnh tật, bố thì ốm, mẹ thì bỏ bố đi. Ai là người chăm sóc rồi lo toan hết cả nhà nhỉ? Bà với cụ. Tất cả mọi thứ từ lúc em đi học rồi đến những cái lúc ăn uống, bữa ăn, giấc ngủ, các thứ của em đều là bà chăm lo đúng không? Bà sáng bà đi mua đồ ăn sáng cho em, xong thì em xuống chơi với cụ. Vậy thì em xuống chơi với cụ, em đấm nước cho cụ, em bóp vai cho cụ, rót nước cho cụ.
em có buồn không khi mà ở một gia đình mà không có đủ cả bố cả mẹ chăm sóc rồi mọi thứ đều phải bà khác lo toan hết? Có. Em có mong ước như thế nào về gia đình của mình? Có. Em ước gia đình của em hạnh phúc. Thế lúc mà bố mẹ thường xuyên lục đục và không ở được với nhau nữa thì lúc đấy em có suy nghĩ gì? Em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy buồn, không vui. Lúc đấy em có nói gì với mẹ không? Không được nói. Thế thì trong gia đình của mình, Vinh yêu quý ai nhất nào? Yêu quý ý bố, bà cụ, bà. Thế là yêu hết cả gia đình rồi. Tại vì mọi người đều rất là yêu thương Vinh nên là em yêu hết cả nhà luôn đúng không? Em sẽ cố gắng nỗ lực như thế nào để cho bà cụ này, rồi bà này, rồi bố này đều vui lòng nhỉ? Em sẽ nỗ lực học tập như nào? Em sẽ học tập chăm chỉ, ngoan ngoãn. Ước mơ của em là gì nhỉ? Em có ước mơ sau này lớn lên trở thành gì? Đá bóng. À, cầu thủ đá bóng. Thế à? Thế thì ngoài có một khả năng học tập tốt ra thì còn phải rèn luyện thể lực như thế nào ấy nhỉ? Tức là phải có một sức khỏe thật là tốt nữa đúng không nào? Vậy thì cô chúc thế nhưng mà thần tượng của em là ai nếu mà đã yêu thích đá bóng như thế? Cristiano Ronaldo. Wow, đấy là một cầu thủ rất là giỏi đúng không nào? Chúc em sẽ hoàn thành được ước mơ của mình nhé. Thưa quý vị và các bạn, để động viên và tiếp sức em Hoàng Quang Vinh trên con đường học tập, ngày hôm nay chương trình đã có mặt tại gia đình em và trao những phần học bổng đến em ạ. Sau đây xin mời đại diện của Viettel Cao Bằng trao học bổng đến em Vinh ạ. Mời đại diện của Hội Khuyến học tỉnh và Hội Khuyến học thành phố trao học bổng đến em ạ. Thưa quý vị và các bạn, ở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn rất nhiều những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần được các nhà hảo tâm và được cộng đồng trong đây giúp đỡ. Vì vậy chúng tôi rất mong qua những chương trình này sẽ lan tỏa những cái hình ảnh để cùng chung tay và rất mong có thêm nhiều em học sinh trên địa bàn tỉnh được giúp đỡ để các em có một tương lai tốt đẹp hơn. Chương trình đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau ạ. Trôi thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau.